việc Đảng Dân Chủ đổi ứng cử viên từ Tổng thống Joe Biden sang Phó Tổng thống Kamala Harris đã khiến cho Đảng Cộng Hòa phải trao đảo bẻ lái khẩn cấp. Họ đã khẩn trương chuyển hướng tấn công bà Harris với hy vọng sớm tìm ra những điểm yếu của đối thủ mới khi chỉ 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Kể từ khi kiểm soát Hạ viện vào năm 2023, Đảng Cộng Hòa đã dồn phần lớn sức mạnh vào các cuộc điều tra về Tổng thống Joe Biden và gia đình ông, tìm kiếm bằng chứng về hành vi sai trái nếu có của người đứng đầu Nhà Trắng, với hy vọng có thể làm giảm triển vọng tái đắc cử của ông. 20 tháng và nhiều phiên điều trần sau đó, họ đã đưa ra một báo cáo điều tra luận tội chưa được công bố, phần lớn liên quan đến các giao dịch tài chính phức tạp của con trai và anh trai của một người không còn tranh cử Tổng thống nữa. Toàn bộ Đảng Cộng Hòa, từ cựu Tổng thống Donald Trump trở xuống, vì thế đang nỗ lực điều chỉnh chiến lược của mình để đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris. Và tại Hạ viện, những nghị sĩ Cộng Hòa cũng vội hướng sang mục tiêu điều tra mới khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, về cơ bản, họ đang bắt đầu từ vạch xuất phát. Trong một năm rưỡi qua, Đảng Cộng Hòa gần như không dành thời gian để điều tra bà Harris. Mãi đến tuần trước, Hạ nghị sĩ James Comer của Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, mới công bố một cuộc điều tra về bà Harris liên quan đến vấn đề nhập cư ở biên giới phía Nam. Trong một lá thư gửi cho Troy Mueller, quyền giám đốc cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ James Comer yêu cầu cung cấp mọi tài liệu và thông tin liên lạc nào giữa cơ quan này và bà Harris liên quan đến biên giới phía Nam hoặc nhập cư bất hợp pháp. Trong thư, ông Comer viết rằng vì bà Harris được giao vai trò quan trọng trong phản ứng của Tổng thống Biden đối với cuộc khủng hoảng biên giới, nên người Mỹ xứng đáng được biết toàn bộ vai trò của bà. Mục tiêu rất rõ ràng, ông Comer muốn chứng minh rằng bà Harris đã không giải quyết được các vấn đề ở biên giới phía Nam, vốn là một trong những hướng công kích chính của phe ông Trump nhằm vào bà Harris. Và để tăng thêm sức nặng, vào cuối tháng 7 năm 2024, Hạ viện cũng đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết mang tính biểu tượng phê phán bà Harris thông qua những điều mà họ cho là sai lầm trong cách chính quyền Tổng thống Biden xử lý vấn đề biên giới. Nhưng cho đến nay, các cuộc điều tra vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ thông tin mới nào về bà Harris có thể hữu ích cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và Đảng Cộng Hòa không có nhiều thời gian để tìm ra giải pháp vì chỉ còn 3 tháng nữa là bầu cử, trong khi Quốc hội cũng sẽ nghỉ họp từ nay cho đến tháng 9 năm 2024. Ngược lại, những nỗ lực điều tra của Đảng Cộng Hòa nhằm vào vấn đề xử lý biên giới lại đang cho thấy bà Harris đã có những hoạt động tích cực nhằm ngăn chặn dòng người di cư kỷ lục đổ vào Mỹ. Tổng thống Biden không giao cho Phó Tổng thống Harris chức danh cụ thể hay trách nhiệm giám sát các chính sách thực thi tại biên giới Mỹ-Mexico như chiến dịch tranh cử của ông Trump đang mô tả. Nhưng bà đã có vai trò nổi bật trong việc cố gắng đảm bảo rằng làn sóng di cư không trở nên tồi tệ hơn. Sau khi số lượng người di cư vượt biên giới phía Nam đạt mức kỷ lục vào một số thời điểm trong 3 năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden, số lượng người vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Biden và bà Harris nhậm chức. Đúng là những nỗ lực ban đầu của bà trong việc xử lý vai trò của mình và các chính sách của chính quyền đã bị chỉ trích rộng rãi là vụng về và phản tác dụng, đặc biệt là khi công chúng đặt câu hỏi tại sao bà không đến thăm biên giới. Nhưng sau đó, nỗ lực thuyết phục các công ty quốc tế đầu tư vào Trung Mỹ và tạo việc làm cho những người di cư tương lai của bà Harris đã có một số thành công. Thay vì tìm cách từ chối hoặc giam giữ người di cư tại biên giới Mỹ-Mexico, bà Harris vận động thành công hãng sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản Yayaki xây dựng một nhà máy trị giá 10 triệu đô la Mỹ tại khu vực phía Tây Guatemala, nơi có tỷ lệ di cư cao. Bà thúc đẩy một công ty cà phê có trụ sở tại Thụy Sĩ tăng cường mua sắm hơn 100 triệu đô la Mỹ tại một khu vực trồng cà phê hàng đầu ở Trung Mỹ. Bà Harris cũng đã vận động các nhà lãnh đạo từ hàng chục công ty và tổ chức, huy động được hơn 5 tỷ đô từ các quỹ công và tư để tài trợ cho hoạt động phát triển kinh tế của các quốc gia Trung Mỹ. Max Schneider, người từng làm việc với các quốc gia Mỹ Latin và Caribe tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton, cho biết 5 tỷ đô la không phải là số tiền lớn nhưng cũng chẳng dễ dàng để kiếm được. Và quan trọng nhất, nó liên quan đến việc tạo ra việc làm.
Jonathan Fantini Porter, giám đốc điều hành của đối tác Trung Mỹ, một tổ chức quan hệ đối tác công tư mà bà Harris có ảnh hưởng mang tính lãnh đạo, cho biết số tiền 5 tỷ đô kể trên đã tạo ra 30.000 việc làm và 60.000 việc làm khác sẽ được tạo ra sau khi các nhà máy tại Trung Mỹ hoàn thành việc xây dựng. Với cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề, nữ tướng này thực ra vẫn ghi điểm trong chính sách biên giới, qua đó đứng vững trước những công kích từ phe ông Trump. Trong bối cảnh ngày bầu cử đang tới gần, những cuộc thăm dò dư luận lúc này có ý nghĩa hơn nhiều so với thời điểm Tổng thống Biden vẫn còn trên đường đua. Và thật không vui cho phe ông Trump khi các kết quả gần đây lại cho thấy sự ủng hộ với bà Harris tăng lên rõ rệt. Theo cuộc thăm dò của Ipsos công bố hôm 8 tháng 8 năm 2024, bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ lên tới 42% so với 37%. Như vậy, nhà lãnh đạo 59 tuổi đã nới rộng khoảng cách dẫn trước kể từ cuộc khảo sát do Reuters và Ipsos phối hợp thực hiện vào ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2024. Khi đó, bà chỉ dẫn ông Trump 3 điểm phần trăm, 37% so với 34%. Một cuộc khảo sát khác do NPR, PBS News và Maris phối hợp thực hiện cũng trả về kết quả là bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm, 48% so với 45%. Trong khi đó, cuộc thăm dò do đài CBS News tiến hành từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2024 cho thấy ông Trump và bà Harris đang hòa nhau tại 7 ban chính trưởng hàng đầu: Michigan, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, Georgia, Bắc Carolina và Nevada. Những dữ liệu trên đều chỉ ra màn thay tướng của Đảng Dân Chủ là hợp lý. Khác với Tổng thống Biden, bà Harris chẳng những không bị ông Trump lấn lướt mà còn tạo ra những thách thức mới, khó nhằn hơn cho đối thủ. Theo đánh giá của báo New York Times, bà Harris đang có cơ hội giành lại các cử tri gốc Ả Rập, Hồi giáo và da đen cho Đảng Dân Chủ. Với các cử tri gốc Ả Rập và Hồi giáo, điều này đến từ cách tiếp cận nhân văn hơn của bà về nỗi thống khổ của người Palestine tại Gaza. Còn với các cử tri da đen, mọi thứ đang tiến triển tích cực trở lại. Sự ủng hộ của cử tri da đen với Đảng Dân Chủ về cơ bản là nhất quán kể từ thời kỳ dân quyền. Năm 2020, ông Biden từng giành được 92% số phiếu của các cử tri da đen, qua đó góp phần làm nên chiến thắng trên đường đua. Nhưng trong cuộc thăm dò của Pew Research vào tháng 5, có tới 18% cử tri da đen cho biết họ có xu hướng chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump, tăng 50% so với những gì ông Trump nhận được trong cuộc bầu cử năm 2020. Sau khi ông Biden rút lui và bà Harris bước lên thay thế, tình thế đã đảo chiều. Tháng trước, Winwood Black Women, một mạng lưới nhà lãnh đạo phụ nữ da đen, tổ chức một cuộc gọi Zoom để ủng hộ bà Harris. Gần 44.000 người, chủ yếu là phụ nữ, đã tham gia và quyên góp được hơn 1,5 triệu đô trong vòng chưa đầy 3 giờ. Cùng tuần đó, hơn 53.000 nhà hoạt động nam giới da đen đã tham gia hội nghị trực tuyến Win With Black Men, thể hiện sự ủng hộ của họ đối với bà Harris. Những người tổ chức thông báo rằng họ đã huy động thành công hơn 1,3 triệu đô cho chiến dịch của bà Harris chỉ trong 4 giờ. Hạ nghị sĩ Jim Clyburn, một trong những nhà lãnh đạo da đen nổi bật nhất trong Đảng Dân Chủ, mới đây cũng đứng về phía bà Harris. Ông Clyburn đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của các ứng cử viên tổng thống trước đây. Chẳng hạn, năm 2008, khi là thành viên phe đa số của Hạ viện, ông đã ủng hộ ông Barack Obama trong chiến dịch tranh cử thành công của vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên. Hoặc sự ủng hộ của ông Clyburn dành cho Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại Nam Carolina năm 2020 cũng được cho là đã làm hồi sinh chiến dịch của ông Biden, dẫn đến chiến thắng quyết định. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, nhóm nghị sĩ da đen tại Quốc hội, bao gồm hơn 60 thành viên của Hạ viện và Thượng viện, đã tuyên bố ủng hộ bà Harris. Trước đó một ngày, Letitia James, người da đen đầu tiên giữ chức Tổng trưởng lý New York, cũng cho biết bà sẽ lãnh đạo một liên minh gồm mọi Tổng trưởng lý da đen trên toàn quốc để ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Điều đáng nói, tham gia liên minh của bà Letitia James có các Tổng trưởng lý từ các bang dao động như Nevada và Minnesota. Tất cả cho thấy bà Harris có cơ hội lớn để sửa chữa những sai lầm mà ông Biden mắc phải. Và đấy hẳn là điều ông Trump không muốn chút nào, khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử.
Bên cạnh đó, việc ông Trump trò chuyện cùng ông Musk trên X diễn ra giữa lúc Đảng Dân Chủ trên đà thăng tiến có khiến cục diện tranh cử của ông Trump và Đảng Cộng Hòa trở nên khá khẩm hơn hay chỉ là một màn dạo chơi cực kỳ vô nghĩa? Màn song tấu của hai tỷ phú. Trong cuộc trò chuyện công khai hiếm hoi giữa hai bên, ông Trump và ông Musk đa phần tỏ ra đồng thuận trong các vấn đề như vụ ông thoát ám sát vừa qua, chuyện về nhập cư bất hợp pháp và một số quy định của chính phủ. Tuy nhiên, cuộc hội thoại kéo dài hơn 2 tiếng này bị nhận xét đã tiết lộ rất ít về chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai nếu ông đắc cử. Thay vào đó, ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tạo cảm giác cho người nghe rằng họ vừa được dự một buổi vận động tranh cử trực tuyến. Và xét ở góc độ này, buổi vận động ấy cơ bản đã thành công và tranh cãi, chính xác như hình tượng của hai nhân vật tham gia. Theo AP, hơn 878.000 người sử dụng mạng X đã kết nối vào cuộc phỏng vấn Trump-Musk hơn 40 phút sau thời gian bắt đầu. Số liệu đếm trên X cho thấy cao điểm có tới 1,3 triệu lượt theo dõi. Trong 3 tiếng, cuộc nói chuyện trên hiển thị hơn 77 triệu lần trên X và được tương tác rất đáng kể. 340.000 lượt thích, 104.000 lượt chia sẻ lại và 318.000 bình luận. Những con số trên mô tả khá đúng tư thế của ông Trump, người đã sẵn sàng tuyên chiến với truyền thông chính thống ở Mỹ từ năm 2016 và dựa vào mạng xã hội để ra các tuyên bố quan trọng. Đây cũng là một thành công cho mạng xã hội X của ông Musk khi đưa được ông Trump quay lại, một sự kiện quảng cáo ấn tượng. Không khó hiểu khi cuộc trò chuyện này thu hút sự chú ý lớn. Nói như CNN, đó là màn hội thoại giữa người giàu nhất thế giới với nhân vật từng và có triển vọng thành người quyền lực nhất thế giới. Và sự kết hợp của họ cũng nhanh chóng bị Đảng Dân Chủ cũng như người theo quan điểm chính trị cánh tả đả kích. Với quan điểm khác biệt về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, tiền điện tử, vấn đề chi tiêu công, ông Musk bị Đảng Dân Chủ ghét không kém gì ông Trump. Truyền thông chính thống ở Mỹ đa phần xoáy vào lỗi kỹ thuật của X khiến cuộc gặp trực tuyến bị gián đoạn vài chục phút. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên đối thủ của ông Trump và là người bị ông Trump tấn công đôi lần trong cuộc trò chuyện, cũng dành lời lẽ khá nặng nề khi nói về màn gặp gỡ trực tuyến này. Phát ngôn viên Joseph Costello của chiến dịch bà Harris nói, toàn bộ chiến dịch của ông Trump chỉ phục vụ cho những người như Elon Musk và chính ông ta, những kẻ giàu có ám ảnh về bản thân, sẵn sàng bán rẻ tầng lớp trung lưu và là những gã không thể có sự kiện phát trực tuyến trong năm 2024. Nhân tố thay đổi cuộc chơi. Đường vào Nhà Trắng của ông Trump từng được xem như đã rộng thênh thang sau sự kiện bị ám sát bất thành gần đây. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi bà Harris lại được đánh giá cao hơn dù chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ thay thế Tổng thống Joe Biden. Trước khi ông Biden rời đường đua, ông Trump từng dẫn đối thủ này 3,3 điểm phần trăm. Nhưng khảo sát trung bình trên toàn quốc của tờ Hill và công ty Decision Desk HQ cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 0,3 điểm. Bà Harris thậm chí dẫn sâu hơn tại các bang chiến địa có thể quyết định kết quả bầu cử như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Thăm dò của New York Times và Đại học Siena gần đây cho thấy bà Harris dẫn 4 điểm tại ba bang này. Nói cách khác, việc ông Trump xuất hiện cùng ông Musk trên X diễn ra giữa lúc Đảng Dân Chủ trên đà thăng tiến và sự kiện này có thể là cách ông Trump thay đổi cục diện. CNN, một đài chống Trump quyết liệt, cũng thừa nhận cựu Tổng thống đã gặt hái nhiều thứ từ hai tiếng nói chuyện cùng ông Musk. CNN bình luận, ông Trump có lẽ đã không thành Tổng thống nếu như không có Twitter, X và sự nổi lên của ông như một thế lực chính trị vào năm 2016, trùng với giai đoạn hoàng kim của trang này. Kỹ năng của ông ta trong việc khai thác phương tiện truyền thông mới thật khác biệt với các chính trị gia còn lại và biến bầu cử năm ấy thành một màn kết hợp độc đáo giữa một người đàn ông và thời khắc của chính ông ta. Tỷ phú Musk đã hứng chịu chỉ trích khi mở lại tài khoản Twitter cho ông Trump, cũng như gây tranh cãi khi ủng hộ tự do ngôn luận. Đối với Đảng Dân Chủ và chính trị dòng chính ở châu Âu, ngôn luận chỉ được tự do trong khuôn khổ. Tự do ngôn luận không được đi cùng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch và nội dung thù hằn. Chưa rõ liệu ông Trump có thực sự quay lại Twitter X hay không, vì ông đã sử dụng mạng xã hội Truth của riêng mình lâu nay. Nhưng mà xuất hiện trên X lần này có thể là cách thức trực tiếp tận dụng sự cộng hưởng giữa bản thân ông và một nền tảng vẫn còn rất quen thuộc với cử tri. Như đã thấy, ông Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đối đầu với ông Biden trong nhiều tháng, đồng thời xây dựng hàng loạt các kế hoạch tấn công nhằm đánh trúng điểm yếu của Tổng thống đương nhiệm.
Tuy nhiên, việc thay đổi ứng viên tranh cử khiến các kế hoạch của ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa đổ sông đổ bể. Theo như cục diện hiện tại, dường như đang ưu ái cho phía Đảng Dân Chủ, còn về phía Đảng Cộng Hòa, khả năng cao khó mà bẻ lái. Dù còn gặp nhiều rắc rối nhưng bà Harris đang ngày càng chứng tỏ là đối thủ đáng gờm của ứng cử viên Trump, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện vẫn chưa tìm ra chiến lược phù hợp để công kích bà Harris. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho việc tranh cử Tổng thống, đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Bà Harris, 59 tuổi, là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến kéo dài 5 ngày của 4.700 đại biểu Đảng Dân Chủ, là người phụ nữ da màu và gốc Á đầu tiên giành được đề cử của một đảng lớn. Tại đại hội tới đây của Đảng Dân Chủ, bà sẽ chính thức được trao lá phiếu đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 21 tháng 7, bà Harris đã nhanh chóng củng cố được sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ và từ các nhà tài trợ lớn, đồng thời khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong các nhóm cử tri trẻ. Dù mới bước vào cuộc đua, nhưng bà Harris đang ngày càng chứng tỏ là đối thủ đáng gờm đối với ứng cử viên Trump của Đảng Cộng Hòa. Ekip vận động tranh cử cho biết bà vận động được 200 triệu đô la Mỹ riêng trong tuần đầu ứng cử và tổng cộng 310 triệu đô trong 2 tuần cuối tháng 7. Đây là con số vượt trội so với số tiền và chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump có được trong toàn bộ tháng 7 là 139 triệu đô la Mỹ. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cũng cho thấy bà Harris đã xác lập được vị thế thuận lợi hơn Tổng thống Biden. Gần đây nhất trong cuộc thăm dò từ ngày 30 tháng 7 tới ngày 2 tháng 8 của CBS News, bà Harris đã vươn lên dẫn trước cựu Tổng thống Trump 1% trên toàn quốc và chia đều phiếu với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại các bang chiến địa. Tuy có sai số 2,1%, kết quả thăm dò trên vẫn thu hút sự chú ý của dư luận vì Tổng thống Biden chưa bao giờ ngang bằng với ông Trump tại các bang quan trọng trong suốt quá trình tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai. Thậm chí trước khi rút lui, ông còn bị cựu Tổng thống Trump dẫn trước trung bình tới 4% tại 7 bang chiến trường quan trọng nhất. Đánh giá về Phó Tổng thống Harris, giới quan sát cho rằng nữ chính khách này đang nắm giữ một số lợi thế rõ ràng khi nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng vào năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024. Ngoài ra, bà đã vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang dao động là gương mặt đại diện cho nỗ lực thúc đẩy quyền phá thai của phụ nữ. Ngoài những con số ấn tượng kể trên, một dấu hiệu quan trọng phản ánh vị thế của Phó Tổng thống Harris chính là sự lúng túng của đội ngũ truyền thông của cựu Tổng thống Trump. Một số trang báo Mỹ như là New York Times, Washington Post, MSNBC News đánh giá chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện vẫn chưa tìm ra chiến lược phù hợp để công kích bà Harris. Điểm yếu của Tổng thống Biden là vấn đề tuổi tác này không thể áp dụng đối với bà Harris, thậm chí có thể trở thành điểm yếu của chính ông Trump trong những tháng còn lại của cuộc đua vào Nhà Trắng. Có 64% số người được hỏi cho biết bà Harris đủ minh mẫn để đảm nhiệm vai trò điều hành đất nước, trong khi con số này với ông Trump là 51%. Tại thời điểm chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử, chiến dịch tranh cử của ông Trump phải xoay trục để tìm ra một thông điệp mới nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri, khi phải đối đầu với một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trẻ tuổi hơn và năng động hơn. Trong khi đó, thông điệp vận động mới của bà Harris chỉ trích cựu Tổng thống Trump và đội ngũ của ông là những người kỳ quặc, lại nhận được sự hưởng ứng khá tích cực của dư luận, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Các trang báo nhận định việc cựu Tổng thống Trump đột ngột yêu cầu thay đổi bên điều phối cuộc tranh luận với bà Harris từ hãng tin tương đối trung dung ABC News sang hãng tin khá bảo thủ Fox News chính là lời nhận thua của ông Trump trong cuộc cọ sát đầu tiên giữa hai bên. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại lớn mà tân ứng cử viên Đảng Dân Chủ phải vượt qua. Trở ngại lớn đầu tiên là bước vào cuộc đua muộn màng. Trong khi ông Trump đã bắt đầu sớm hơn rất nhiều kể từ năm 2022, nên đã có nhiều tháng để thành lập ekip vận động tranh cử, hiện năng điều hành chiến dịch được xem là rất hiệu quả. Trái lại, bà Harris chỉ là nhân vật thế chân, chỉ có chưa đầy 4 tháng để gây dựng hình ảnh ứng cử viên và nỗ lực vận động sự ủng hộ của cử tri. Chưa kể, cho dù bà Harris có sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử,
chắc chắn sự ủng hộ đó chưa thể so với sự hậu thuẫn sâu rộng mà Đảng Cộng Hòa dành cho ông Trump sau cả một hành trình dài. Trong bối cảnh như vậy, việc lựa chọn người đồng hành sắp tới sẽ là rất quan trọng đối với bà Harris hay bất cứ một ứng cử viên nào khác. Việc lựa chọn người liên danh chắc chắn là cơ hội lý tưởng để bà Harris mở rộng cơ sở cử tri khi chọn ra người có thể thu hút những cử tri khác ngoài cơ sở cử tri của bà. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích bầu cử Mỹ và cả một số chiến lược gia của phe bà Harris đang cảnh báo rằng những kết quả mà một ứng cử viên thu được trong giai đoạn tuần trăng mật không phải là chỉ dấu đáng tin cậy cho cục diện bầu cử tổng thống. Bài toán lớn đặt ra đối với Phó Tổng thống Harris trong những tuần tới là làm sao để duy trì quỹ đạo tích cực của chiến dịch tranh cử. Cử tri Mỹ sẽ dần mất đi tâm lý phấn khích nhất thời sau sự xuất hiện của một ứng cử viên tổng thống mới và sẽ bắt đầu hướng sự chú ý đến những thiếu sót và hạn chế của bà Harris trong các cương vị phó tổng thống và thượng nghị sĩ bang California, nhất là trong chiến dịch tranh cử tổng thống bất thành năm 2020. Đảng Cộng Hòa sẽ từng bước lấy lại thế chủ động với những thông điệp công kích nhằm vào sự nghiệp chính trị và đời sống cá nhân của bà Harris. Ngoài ra, căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông và những lựa chọn chính sách của Tổng thống Biden đối với Israel cũng có thể khiến bà Harris bị ảnh hưởng liên đới. Không chỉ chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris còn làm mới động lực tranh cử của Đảng Dân Chủ, đồng thời làm nổi bật những cơ hội và cả thách thức mà bà phải đối mặt trong cuộc đua với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo nhận định của nhà phân tích Mateusz Piechowski tại chương trình An ninh Quốc tế của Viện các vấn đề quốc tế Ba Lan PISM ngày 8 tháng 8 năm 2024, việc Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tái cử đã mở ra cơ hội mới cho bà Kamala Harris trong cuộc đua Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 tới. Sự thay đổi này không chỉ thay đổi động lực chiến dịch của Đảng Dân Chủ mà còn làm nổi bật những thách thức và cơ hội mà Harris sẽ đối mặt khi bước vào cuộc đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump. Sau khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Harris nhanh chóng tuyên bố ý định tranh cử và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh trong đảng, giúp bà dễ dàng giành được đề cử mà không gặp phải sự cạnh tranh nội bộ nghiêm trọng. Sự thay đổi đang mang lại sự lạc quan mới cho cử tri Đảng Dân Chủ. Ngay sau khi bà Harris chính thức trở thành ứng cử viên, chiến dịch của bà đã thu được số tiền quyên góp kỷ lục với 310 triệu đô la Mỹ, trong đó có 81 triệu đô trong vòng 24 giờ đầu tiên. Sự nhiệt tình của cử tri được thể hiện qua số lượng lớn người đăng ký tình nguyện với khoảng 370.000 người tham gia chỉ trong 2 tuần. Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà Harris có lợi thế hơn so với Tổng thống Biden trong cuộc đua với ông Trump. Tại các bang chiến trường quan trọng, bà Harris đang cân bằng hoặc vượt lên so với ông Trump, nơi Tổng thống Biden từng gặp khó khăn. Ví dụ, bà Harris dẫn trước ông Trump ở Michigan với khoảng cách là 11 điểm phần trăm, trong khi Tổng thống Biden chỉ dẫn trước với 5 điểm phần trăm. Bà Harris còn cải thiện vị trí của mình ở các bang như Arizona, Nevada và Bắc Carolina. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể là do hiệu ứng mới mẻ sau sự thay đổi ứng cử viên và chưa thể khẳng định lâu dài. Việc bà Harris ra ứng cử có thể giúp Đảng Dân Chủ tiếp cận hiệu quả hơn các nhóm cử tri đa dạng, bao gồm phụ nữ và công chúng thuộc các nhóm thiểu số. Phó Tổng thống Harris có khả năng kết nối với các nhóm này tốt hơn so với ông Biden, nhờ vào các vấn đề như quyền của phụ nữ và sự khác biệt rõ ràng về giới tính và nguồn gốc dân tộc, thậm chí so cả với ông Trump. Việc bà Harris đề cao quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền phá thai, có thể là một điểm mạnh trong chiến dịch của bà, nhất là khi vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng với nhiều cử tri. Ngoài ra, bà Harris còn có thể khai thác sự bất mãn đối với các vấn đề pháp lý của ông Trump. Với tư cách là một cựu luật sư và tổng công tố, bà Harris có thể tạo ra sự tương phản rõ ràng giữa bà và ông Trump, đồng thời làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri độc lập đối với cựu Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, việc thay đổi ứng cử viên không giải quyết được tất cả các vấn đề chính trị mà Đảng Dân Chủ đang đối mặt, đặc biệt các vấn đề về nền kinh tế và chính sách di cư vẫn là những thách thức lớn. Nền kinh tế Mỹ hiện đang gặp khó khăn và chính sách di cư của Tổng thống Biden, mà bà Harris là người phụ trách, đã gặp phải nhiều chỉ trích. Sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp và những chỉ trích từ phía Đảng Cộng Hòa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tranh cử của bà Harris.
Do đó, sắp tới, Phó Tổng thống Harris sẽ cần phải chứng minh rằng bà có khả năng giải quyết những vấn đề này hiệu quả hơn Tổng thống Biden. Điều này đòi hỏi bà phải đưa ra các chính sách rõ ràng và khả thi, đồng thời tập trung vào việc cải thiện hình ảnh của Đảng Dân Chủ trong mắt cử tri độc lập.